cho các em. Ở bài học trước thì thầy đã dạy cho các bạn được là hai cái phần cơ bản nhất của cái phần số hữu tỉ của chúng ta, chính là chúng ta đi tìm hiểu xem là một số như thế nào thì được gọi là số hữu tỉ. Cái thứ hai là sau khi đã biết được là một số như thế nào là số hữu tỉ thì các bạn đã học cho thầy được cái cách mà chúng ta biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số. Thì đấy là hai cái nội dung mà cái bài học trước chúng ta đã học. Bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một cái kiến thức nó sâu hơn một xíu về cái phần số hữu tỉ. Cụ thể bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn là như sau. Tức là trong cái bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn là gồm hai nội dung. Thứ nhất là chúng ta sẽ học về cái phần chúng ta ôn tập lại một xíu về cái phần số hữu tỉ. Cái thứ hai thì chúng ta sẽ tìm hiểu về là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Đấy, tức là chúng ta đi sâu một xíu về cái phần số thập phân vô hạn tuần hoàn. Đấy, và cái đặc biệt ở bài này thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chuyển một số thập phân vô hạn tuần hoàn nó trở về số cái dạng phân số. Đấy, thì đây là một cái kỹ thuật nó rất là phức tạp. Nói chung là đối với các bạn thì nó cũng tương đối khó. Nó không nằm trong chương trình sách giáo khoa. Đấy, thì đấy chính là cái nội dung mà cái phần trọng tâm mà cái bài học này thầy hướng dẫn cho các bạn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ ôn tập lại một xíu về cái phần số hữu tỉ, là cái phần định nghĩa một như thế nào là một số hữu tỉ. Thì các bạn nhớ với thầy là trong sách giáo khoa thì người ta định nghĩa thế này: một số mà ví dụ số hữu tỉ là số biết được dưới dạng phân số a phần b, đấy, a trên b, với ab của các bạn là thuộc z, với phải b khác không, tức là cái số nào của chúng ta đấy mà các bạn viết được dưới dạng phân số, tức là a trên b với ab của các bạn bắt buộc phải là số nguyên. Đấy, thì lúc đấy là với trường hợp là mẫu của chúng ta khác không nữa thì lúc đấy chúng ta sẽ gọi là những cái số mà chúng ta biểu diễn được dưới dạng a phần b như vậy thì chúng ta sẽ gọi nó là một số hữu tỉ. Đấy, thì đấy chính là cái nội dung, cái định nghĩa của bài học trước mà chúng ta đã học. Thì cái số hữu tỉ của chúng ta thì người ta ký hiệu nó bằng chữ q. Các bạn nhớ thầy là tên của một tập hợp hay là tên riêng thì chúng ta phải viết hoa, như vậy là cái chữ q này chúng ta phải viết hoa, như vậy là ký hiệu của nó là q. Đấy, và các bạn nhớ thầy là khi mà chúng ta biểu diễn một số hữu tỉ dưới dạng thập phân thì giống bài học trước thì thầy đã giới thiệu cho các bạn rồi, thì chúng ta có hai loại, tức là số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn. Đấy, như vậy chính vậy nên là đầu tiên là chúng ta sẽ nhắc lại một xíu cái phần đầu tiên này thì thầy sẽ nhắc lại cho các bạn một xíu về cái phần là như thế nào là một số thập phân hữu hạn. Đấy, tức là khi mà chúng ta chuyển một số hữu tỉ về cái dạng thập phân thì lúc đấy là nó sẽ có một dạng hữu hạn và một dạng vô hạn. Thì đầu tiên chúng ta ôn tập lại một xíu cái phần số thập phân hữu hạn. Thì số thập phân hữu hạn thì các bạn nhớ thầy là cái dạng số thập phân hữu hạn. Số thập phân của chúng ta là cái dạng mà chúng ta biểu diễn mà nó có dấu phẩy ấy. Một số của chúng ta thì nó được gồm hai vế là vế trái và vế phải được nối với nhau bởi là dấu phẩy ở giữa ấy, thì được gọi là một số thập phân. Đấy, thì số thập phân của chúng ta thì trong cái trường hợp là số thập phân hữu hạn thì ví dụ như là số 3 của chúng ta thì các bạn có thể viết về dạng số thập phân hữu hạn này. Đấy, tức là có dấu phẩy này là nó 3.0. Đấy, thì đây chính là cái dạng thập phân của số 3. Nhưng mà các bạn chú ý với thầy là vì số 0 đường sau dấu phẩy nó không ý nghĩa nên là để đơn giản trong quá trình mà chúng ta biểu diễn thì người ta quy ước là như vậy là số 3 đối với những cái số nguyên thì chúng ta không cần phải viết là phẩy 0 đường sau nữa mà chúng ta bỏ đi. Nói chung là những cái trường hợp mà sau dấu phẩy mà nó ở phía số 0 đường cuối cùng, những cái số 0 đường cuối cùng thì chúng ta bỏ hết đi. Như vậy thì cái 3.00 này hay là 3.0 giống thầy viết này thì đường sau nó toàn là 0 cả. Các bạn viết thêm bao nhiêu con 0 cũng được, nhưng mà vì không nó không có ý nghĩa. Đấy, chính vì vậy nên là cái phần này người ta cắt hết đi. Đấy, và người ta quy ước là các bạn chỉ cần viết số 3 là đủ rồi. Như vậy là số thập phân hữu hạn của các bạn là số 3 cũng được. Đấy, hoặc 3.0 cũng được. Đấy, hay là đơn giản thì người ta hay ghi là số 3 thôi. Đấy, như vậy thì đây chính là một cái kiểu số thập phân hữu hạn này. Đấy, thì tại sao lại gọi là hữu hạn, là vì các bạn nhớ thì là các bạn chỉ cần dùng một số 3 thì các bạn đã biểu diễn xong số này rồi. Như vậy thì nó chính là gọi là số thập phân hữu hạn. Đấy, số thập phân hữu hạn là những số mà các bạn khi mà các bạn biểu diễn ấy, là các bạn chỉ cần dùng một số số, nói chung là chúng ta sẽ đếm được là chúng ta sẽ dùng bao nhiêu số để chúng ta viết xong số đấy, thì lúc đấy người ta gọi là những cái số như vậy thì số thập phân như vậy thì người ta gọi là số thập phân hữu hạn số 3, chỉ cần dùng một số là số 3 là xong. Đấy, còn số 3/2 thì khi mà các bạn chuyển về cái dạng số thập phân ấy thì đầu tiên là cái số hữu tỉ của chúng ta là nó có thể ở dạng phân số thì các bạn cứ lấy tự chia mẫu. Khi mà các bạn cứ chia hoài như vậy, chia nó kia hết thì thôi, thì lúc đấy là nó sẽ chuyển về dạng số thập phân của chúng ta thôi. Và 3/2 thì các bạn sẽ chia ra cho thầy, các bạn lấy cái nháp các bạn chia ra thì nó được 1.5.
Và như vậy thì số 1,5 này của chúng ta chính là số thập phân của A. Đấy, các bạn nhớ này là số 1,5 của chúng ta mới là biểu diễn dạng số thập phân của A. Đấy, chứ còn số 3/2 này người ta gọi là phân số thôi. Đấy, cái dạng có dấu phẩy này người ta mới gọi là dạng thập phân. Thì các bạn chú ý thầy là như vậy là số 1,5 này chúng ta chỉ cần dùng hai số là số 1 với số 5 là xong rồi. Là chúng ta viết được số cái số này rồi. Đấy, như vậy thì cái số này được gọi là số thập phân của A. Đấy, như vậy là cấu tạo của cái số 1,5 này nó chỉ gồm chúng ta chỉ cần hai số 1,5 chúng ta ghép lại. Đấy là xong. Chính vậy nên là cái số này là số thập phân của A. Hoặc là cái số âm 2,34 thì chúng ta chỉ cần là dùng ba số thôi, số 2, số 3, số 4. Đấy, ba số này thôi là chúng ta viết được cái số âm 2,34 rồi. Đấy, ngoài ra thì chúng ta thêm vô dấu âm và dấu phẩy. Đấy, nhưng mà cái phần dấu âm và dấu phẩy thì là chúng ta bỏ qua. Ví dụ như là trong trường hợp này là chúng ta chỉ cần là dùng ba số là chúng ta viết xong. Như vậy thì cái số này cũng gọi là số thập phân của A. Đấy, nói chung là các bạn cứ thấy cho thầy là các bạn viết một lúc là nó xong đấy, hoặc là các bạn sẽ đếm được cho thầy là nó có một tỷ tỷ số cũng được, miễn là các bạn cứ đếm được nó có bao nhiêu số thì lúc đấy người ta cũng gọi là số thập phân, đúng không? Đấy, hoặc là cái số này thì cho ra dài một xíu, 4,12345 này, thì cái số này các bạn chỉ cần dùng 6 số là các bạn viết xong. Đấy, cụ thể là các bạn sẽ dùng hai số 4, số 1, số 2, số 3, số 5. Đấy, 4 cái số 1,2,3,5 này chúng ta chỉ dùng một lần thôi. Đấy, như vậy thì chúng ta đã viết xong cái số này rồi. Như vậy thì số này cũng gọi là số thập phân của A. Đấy, thì đây là một số cái ví dụ về cái số thập phân của A để các bạn hình dung rõ hơn cái số hữu tỉ của chúng ta khi mà chúng ta chuyển về cái dạng thập phân của A. Thì giống lúc nãy thầy đã giới thiệu cho các bạn ấy, thì ngoài cái phần số thập phân hữu hạn, khi mà chúng ta chuyển một số hữu tỉ về dạng thập phân thì nó ngoài cái dạng hữu hạn thì nó còn một cái dạng là vô hạn tuần hoàn. Đấy, thì cụ thể là như này, tức là ví dụ như là các bạn lấy số 1/9. 1/9 này thì các bạn thấy có thể là tử của các bạn là 1/9 đều là số nguyên cả thôi. Đấy, như vậy thì các khi mà như vậy là cái phân số này của chúng ta là và 9 của chúng ta khác không, như vậy 1/9 của chúng ta là một phân số rồi. Một phân số thì nó là cái số này của chúng ta chính là cái số hữu tỉ. Đấy, tức là số hữu tỉ của chúng ta thì cứ biểu diễn về dạng phân số rồi. Cứ biểu diễn được về dạng phân số A trên B giống như định nghĩa trên đây thì nó là số hữu tỉ. Như vậy thì cái số 1/9 này hiển nhiên chính là một phân số rồi. Như vậy thì nó chính là cũng là một số hữu tỉ luôn. Và khi mà các bạn lấy cái nháp các bạn chia cho thầy thì 1/9 các bạn chia ra thì nó sẽ là được 0,1111 chấm đến vô tận, nó kéo dài vô tận và nó đều là một hết. Đấy, như vậy thì các bạn sẽ thấy cho thầy là các bạn cứ chia và nó chẳng bao giờ nó dừng cả. Lúc nào nó các bạn chia là nó lại được 1, các bạn thêm 0, các bạn chia 9 nó lại dư 1. Đấy, lúc nào nó cũng ra kết quả là 1 và kéo dài vô tận, nó không bao giờ dừng cả. Như vậy thì cái trường hợp mà nó cứ kéo dài vô tận như này và có cái đặc điểm là cứ lặp đi lặp lại như này, tức là cái số 1 chúng ta nó lặp đi lặp lại như này thì người ta gọi là số thập phân vô hạn nhưng mà vô hạn tuần hoàn, tức là lặp đi lặp lại, tức là kéo dài vô hạn nhưng mà cứ lặp đi lặp lại thì người ta gọi là dạng vô hạn tuần hoàn. Và cái dạng mà cái phần nào mà tuần hoàn đấy, tức là cứ lặp lại, ví dụ số 1 cứ lặp lại hoài như này thì khi viết như này nó hơi dối. Chính vì vậy nên là để viết cho nó đơn giản thì người ta đưa cái số 1 này vào trong ngoặc. Đấy, cứ phần nào lặp lại thì các bạn nhớ là các bạn đưa vào phần trong ngoặc như này. Thì lúc đấy là khi mà các bạn phá cái ngoặc này thì các bạn bắt buộc các bạn phải viết lại cái dạng như này cho thầy, tức là 0,1111 này. Đấy, ví dụ trong ngoặc của các bạn là 0,34 chẳng hạn, 34 chẳng hạn. Đấy, thì cái bạn trong ngoặc ấy 0,34 nếu mà tuần hoàn với trường hợp là cứ lặp lại cái số lặp lại của chúng ta là 34 thì các bạn khi mà các bạn khai chỉnh ra nó phải là 0,34 đấy. Đấy, nó cứ kéo dài mãi như vậy chẳng bao giờ nó dừng như vậy. Đấy, thì đấy chính là cái cách mà chúng ta biểu diễn một số tỉ. Đấy, khi mà chúng ta viết lại dạng bình thường hoặc là chúng ta viết cái dạng thu gọn, không phải mở ngoặc đóng ngoặc cái số 1 này chính là dạng thu gọn, còn cách này là cách chúng ta viết diện giải nó ra, 0,111 chấm chấm đến vô cùng là cách chúng ta viết rõ ràng. Nhưng mà cách viết này thì nó hơi bất tiện so với cách viết là 0,1 đường trong ngoặc như này. Đấy, hoặc là cái số 2/3, tức là có những lúc mà các bạn lấy cái phần phân số các bạn chia với nhau đấy, khi mà các bạn lấy tử chia cho mẫu đấy thì nó bằng 0,66, nó kéo dài vô tận như này. Đấy, tức là nó cũng kéo dài đến vô tận luôn và nó cứ lặp đi lặp lại như này. Đấy, sẽ có lúc các bạn sẽ thấy như vậy. Còn khi mà đấy, như vậy thì khi mà chúng ta chia thì nó sẽ có kiểu như vậy. Đấy, như vậy thì những cái số như vậy thì người ta gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Đấy, và cái 0,666 này 6 nó lặp đi lặp lại, chính vậy nên chúng ta đưa vào ngoặc. Như vậy là đây chính là cái dạng thu gọn của cái số 0,666 chấm 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 này. Đấy, như vậy thì đây chính là cái hai cái số hai số tỉ của chúng ta được viết dưới dạng là số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn.
là cái kiểu của nó là như thế này. Đấy, thì thầy minh họa ở đây cho các bạn rõ hơn. Và bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần số 2, tức là cái số thập phân vô hạn tuần hoàn. Thì các bạn biết cho thầy được là một số hữu tỉ của chúng ta, thì khi mà các bạn chuyển đến dạng thập phân thì nó có hai loại, một loại là thập phân hữu hạn, một loại là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Đấy, thì cái phần số thập phân vô hạn tuần hoàn này thì nó hơi phức tạp. Đấy, ví dụ như là khi mà các bạn chuyển một số hữu tỉ về cái dạng thập phân thì các bạn cứ lấy tử chia mẫu là xong. Nhưng mà cái trường hợp ngược lại, tức là khi mà chúng ta chuyển một số dạng thập phân vô hạn tuần hoàn về cái dạng phân số của nó thì nó hơi rối một tí. Chính vì vậy nên là bài hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn sâu một xíu về cái phần này. Thì các bạn nhớ thầy là đây là cái nội dung nó không nằm trong cái chương trình sách giáo khoa mà nó nằm ở chương trình chúng ta, nên các bạn quan sát kỹ trước. Đấy, thì trước khi mà chúng ta vào cái phần này thì các bạn phải nhớ lại cho thầy một xíu cái này. Tức là trong cái bài học trước thì thầy cũng có nói cho các bạn ấy, khi mà cái bộ môn lý thuyết của chúng ta ấy, thì nói chung là những cái bộ môn lý thuyết ấy, thì chúng ta ban đầu chúng ta cũng phải khi mà chúng ta xây dựng ấy, là chúng ta phải thừa nhận một số cái làm nền tảng hay là một số cái cơ bản. Đấy, một số cái rẽ mà nó quá cơ bản ấy, quá rẽ quá cơ bản ấy, thì chúng ta có thể thừa nhận một số cái, xong đấy chúng ta sẽ dựa vào cái đấy chúng ta phát triển lên, thì lúc đấy là chúng ta mới có cơ sở để chúng ta lý luận. Đấy, cũng giống như bài này thầy sẽ thừa nhận một số cái như này. Đấy, thì sau đấy là chúng ta sẽ dùng những cái này để chúng ta suy ra những cái trường hợp còn lại, hay là chúng ta sẽ dùng những cái này để chúng ta chuyển những cái dạng số thập phân khác, vô hạn tuần hoàn khác về cái dạng phân số. Đấy, thì các bạn nhớ thầy cái phần này rất là quan trọng, vì là khi mà cái việc mà chúng ta thừa nhận như này này thì nó giống như thế là việc mà gia đình của chúng ta, bố mẹ của các bạn mở một cửa hàng kinh doanh ấy, thì lúc đấy là chúng ta phải có vốn. Đấy, cái vốn xong đấy thì chúng ta mua hàng về chúng ta bán. Đấy, xong rồi có lãi thì chúng ta lại tiếp tục mua nhiều hàng hơn, chúng ta bán và dần dần chúng ta phát triển dần dần lên. Đấy, thì đấy chính là cái phần mà cái vốn của chúng ta chính là cái phần mà chúng ta thừa nhận ban đầu. Đấy, thì cũng giống như thế là cái phần này thì chúng ta, nếu ban đầu mà chúng ta nhà chúng ta mà không có vốn ấy, thì lúc đấy là chúng ta làm gì có tiền mà mua hàng về, hoặc là giả sử chúng ta không quen ai, như vậy thì chúng ta làm gì có mua được hàng để chúng ta bán. Đấy, như vậy thì làm sao mà chúng ta phát triển lên được. Đấy, thì chính vì vậy nên là cái vốn của chúng ta chính là cái cơ sở, hay là cái ban đầu mà chúng ta phải có để chúng ta phát triển được. Đấy, thì cái phần này cũng vậy. Đấy, như vậy thì trước khi mà chúng ta sang cái phần học cách mà chúng ta đổi một số thập phân vô hạn tuần hoàn về cái dạng số thập phân, về cái dạng phân số, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải thừa nhận một số cái rất là dễ như này. Đấy, ví dụ như là 1/9 thì các bạn chuyển này là 0.11. Đấy, như vậy sau này cứ thấy cái thầy là 0.111 thì các bạn viết cho thầy là số 1/9. Như vậy là khi mà một nó lặp lại kéo dài vô tận như này, 0.11 kéo dài vô tận như này, thì chúng ta thừa nhận nó là số 1/9. Hoặc là cái số 1/99 này các bạn chia ra, đấy thì nó cứ là lặp lại đi lặp lại như này. Đấy, cái số 0.1 nó cứ lặp đi lặp lại như này, và như vậy thì chúng ta có cái phần tuần hoàn của chúng ta chính là cái phần 0.1 của chúng ta. Đấy, như vậy thì thêm một số 9 thì các bạn thêm một số 0 lên cho thầy. Đấy, như vậy thì bạn có cái đặc điểm rất là hay ở cái phần này là cứ mỗi lần các bạn thêm một số 9 thì nó lại cái phần tuần hoàn nó lại thêm một số 0. Ví dụ như là đang 1/9 nó là tuần hoàn của nó là 1, thì khi mà đến 1/99 tức là thêm một số 9 này. Đấy, trên có một số 9, dưới là 99 là hai số 9 này, thì các bạn thêm một số 0 này, trước số 1. Đấy, khi mà chúng ta có ba số 9 này thì cái phần tuần hoàn các bạn thấy như thế là khi mà các bạn chia thì nó sẽ ra là 0.01 001 001. Đấy, nó cứ kéo dài cái phần 001 kéo dài vô tận như này. Đấy, như vậy là cái phần tuần hoàn chúng ta chính là 001. Đấy, và các bạn thấy như thế là khi từ đầu đến này chúng ta thêm hai số 9, như vậy thì chúng ta lại thêm hai số 0 vào phần tuần hoàn. Đấy, thì đây chính là một cái đặc điểm rất là hay của cái phần này. Đấy, và như vậy thì vân vân, thì khi mà các bạn cứ mỗi lần mà các bạn thêm một số 9 thì các bạn ở cái phần tuần hoàn này của các bạn thì nó sẽ thêm một số 0. Chúng ta sẽ thừa nhận cái phần này là như vậy, là sau này cứ đụng đến cái dạng này chúng ta sẽ chuyển lại cái dạng phân số là như này. Đấy, ví dụ như là cái số 0.111 kéo dài vô tận thì chúng ta thừa nhận nó là 1/9. Đấy, hoặc là 0.0101 vô tận như này thì chúng ta thừa nhận nó là 1/99. Rồi sau này là ví dụ như là cái trường hợp là 0.001 như này. Đấy, thì chúng ta sẽ chuyển về nó là cái dạng là 1/999. Đấy, vân vân. Đấy, như vậy thì nói chung là sau này về cái dạng như này, các bạn nhớ thầy là chúng ta thừa nhận là chúng ta chuyển về cái dạng 1/9 như vậy. Đấy, thì đấy chính là cái phần nhận xét này của chúng ta. Đấy, tức là cái dấu hiệu của cái phần số thập phân của chúng ta, cái dấu hiệu rất là cơ bản này để chúng ta suy luận là cách
bản biểu diễn cái dạng số tập văn tuần hoàn về cái dạng là phân số. Như vậy là chúng ta sẽ thừa nhận một số cái ở cái phần nhận xét như này, và chúng ta sẽ áp dụng vào cái phần thứ hai để chúng ta đổi một số tập văn gọn tuần hoàn về cái dạng phân số. Đấy, tức là cái phần nội dung thứ hai của chúng ta thì thầy sẽ hướng dẫn cho bạn cách mà chúng ta đổi một số tập văn vô hạn tuần hoàn về cái dạng phân số của chúng ta. Thì ví dụ trong cái ví dụ 1 này chúng ta có cái nội dung là người ta yêu cầu như này: đổi các số tập văn sau về dạng phân số. Ví dụ như là số câu A của chúng ta là người ta bắt mình đổi là cái số 0.1 đóng ngoặc. Đấy, tức là lặp lại với cái tuần hoàn là cái số 1 là tuần hoàn như này. Đấy, hoặc là cái câu B của chúng ta là nó bắt mình đổi cái số 0.333 này. Đấy, tức là hai lần người ta ghi bằng kiểu là 0.3 đóng ngoặc lại. Đấy, tức là cái tuần hoàn với cái số 3 này tuần hoàn sau số 7. Đấy, hoặc là cái số câu C thì người ta bắt mình chuyển cái số 2.1313 vân vân ấy, kéo dài vô tận ấy. Cái số 13 nó cứ lặp lại về cái dạng phân số. Thì đây chính là cái nội dung của ví dụ 1 của chúng ta. Thì sau đây thầy sẽ dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chuyển một số cái số tập văn vô hạn tuần hoàn này về cái dạng là phân số. Ví dụ như là cái trường hợp câu A của chúng ta thì giống như phần nhận xét thầy nói cho các bạn ấy, tức là cái số mà sau này cứ đụng đến cái số mà 0.11 thì chúng ta thừa nhận nó là chính là số 1/9, nên là cái 0.1 mà chúng ta cứ lặp lại hay là cái đóng ngoặc cái số 1 này, tức là nó 0.11 kéo dài vô tận ấy, thì chúng ta có thể viết ngay là số 1/9. Hay là ở cái bài này thì để cho nó trình bày nó hay hơn thì thầy sẽ lấy cái số như này, ví dụ như là 1/9 thì thầy lấy 1/9, thì các bạn mà lấy cái nháp các bạn chia thì nó ra là 0.11 kéo dài vô tận ấy. Đấy, và chúng ta biết dạng rất gọn của nó chính là 0.1 đóng ngoặc. Đấy, nên là chúng ta sẽ suy ra như vậy là 1/9 của chúng ta thì là nó bằng 0.1 đóng ngoặc. Chính vì vậy nên là 0.1 đóng ngoặc số 1 này thì nó bằng 1/9. Thì đây chính là các bạn nhớ thầy là đây là vì là cái phần này là trong ban đầu chúng ta đấy, chúng ta phải thừa nhận một số cái làm cơ sở. Chính vì vậy nên là cái bài này thì chúng ta mới trình bày như này. Còn những cái bài sau thì các bạn nhớ thầy cố gắng là chúng ta không trình bày theo cách này. Vì nếu mà cái bài nào mà chúng ta cũng trình bày như này thì nó mất hay. Đấy, chúng ta chỉ thừa nhận một số cái bài mà nó cơ bản và thừa nhận làm cơ sở thì lúc đấy chúng ta mới trình bày như này thôi. Đấy, ví dụ như là 1/9 hay 1/99 thì đấy chúng ta mới thừa nhận thôi. Còn những cái trường hợp khác các bạn nên cố gắng vận dụng những cái mà chúng ta thừa nhận này chúng ta suy ra thì nó hay hơn. Đấy, ví dụ như là cái câu B này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta làm. Thì ví dụ nhận để đổi cái số 0.33 kéo dài vô tận này thì các bạn sẽ thấy cho thầy là 0.333 của các bạn ấy, đấy, tức là 0.1 nó mặc số 3 này thì các bạn khai chỉnh ra nó bằng 0.333 đấy, thì so với cái số 0.111 này đấy thì nó gấp 3 lần. Đấy, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ đổi cái số, chúng ta sẽ chuyển cái số này, như vậy 0.333 của bạn ấy thì nó còn 3 nhân với 0.1 nó mặc số 1 này. Đấy, tức là vì nó gấp 3 lần cái số 0.111, 0.3333 này thì nó gấp 3 lần số 0.111. Đấy, chính vì vậy nên là chúng ta sẽ viết nó dưới dạng là như vậy cái số này bằng 3 lần cái số trên, tức là 3 lần 3 nhân với 0.1 đóng ngoặc số 1 này. Đấy, mà cái số 0.1 đóng ngoặc số 1 này thì các bạn biết cho thầy ở câu A của chúng ta nó chính là số 1/9. Như vậy là 3 nhân với số 0.1 mở ngoặc đóng ngoặc này thì chúng ta sẽ bằng 3 nhân với 1/9. Mà như vậy thì 3/9 các bạn rút gọn đi thì lúc đấy là chúng ta sẽ thấy cho thầy là như vậy là tối giản đi thì chúng ta sẽ là được cái số là 1/3. Như vậy là cái số 0.3333 của chúng ta thì khi mà chúng ta biểu diễn cái dạng tập phân ở cái dạng tập phân này chúng ta chuyển về dạng phân số thì nó chính là dạng 1/3. Đấy, và đây là cái cách mà chúng ta chuyển một cái số tập phân vô hạn tuần hoàn về cái dạng phân số bằng cách là chúng ta thừa nhận một số cái giống như phần nhận xét của thầy lúc này hướng dẫn các bạn làm cơ sở thì chúng ta có thể suy ra được cái phần này. Đấy, hay là chúng ta suy ra cách làm câu B là như này. Đấy, và đến đây thì chúng ta có thể kết luận là vậy 0.333 của bạn ấy thì khi mà chúng ta đổi ra dạng số với dạng phân số ấy, thì nó chính là số phân số 1/3. Đấy, như vậy thì đây chính là cách mà chúng ta làm câu B. Đấy, và sau này thì các bạn nhớ thầy là các bạn nên bắt chước cách câu B. Đấy, thì cái câu mà bắt buộc phải làm thừa nhận ấy, những cái phần thừa nhận thì các bạn mới làm được câu A thôi. Đấy, ví dụ 1/9, 1/99 hay là 1/999, 1/9999 thì các bạn thừa nhận giống cái phần nhận xét thôi. Còn đâu là và các bạn trình bày giống câu A, còn đâu là các bạn nên trình bày giống câu B cho thầy.
Sau đây thầy sẽ dẫn cho bạn cách mà chúng ta đổi hai số tuần hoàn. Ví dụ số 14 của chúng ta này, 2,14 của chúng ta là mở ngoặc đóng ngoặc như này, nghĩa là 2,14 14 kéo dài vô tận này. Đấy thì đây chính là cái số thấp phần vô hạn tuần hoàn, và cái phần tuần hoàn của nó là có hai chỉ số trở lên này. Thì cách mà chúng ta đổi nó sẽ như sau. Tức là đầu tiên là các bạn bê lại cái số đó cho thầy đã. Chúng ta ghi ta có rồi chúng ta bê lại cái số, tức là 2,14 đóng ngoặc 14 này. Thì lúc đấy các bạn sẽ thấy cho thầy là 2,14 đóng ngoặc 14 này thì nó chính bằng 2 cộng với 0,14 đóng ngoặc 14 này. Đấy thì cái số 2 này các bạn sau đấy tiếp tục là cái bằng tiếp theo thì các bạn để nguyên lại dấu 2. Số 2. Và các bạn thấy cho thầy là 0,14 này của bạn so với 0,01 ấy thì nó gấp 14 lần. Đấy. Hay là các bạn thấy cho thầy là như này, 14 mà nhân với 0,01 ấy thì nó chính bằng 0,14. Đấy. Các bạn có thể lấy giấy nháp là các bạn nháp lại cái phần này cho thầy. Tức là 0,14 của chúng ta thì nó gấp 14 lần với số 0,01. Đấy, chính vì vậy nên là các bạn thấy cho thầy là cái 0,14 này các bạn có thể là viết cái số 14 ra. Đấy, tức là chúng ta có thể chuyển cái số là 0,14 này mà mở ngoặc đóng ngoặc này thì chúng ta nó bằng 14 lần cái số 0,01 này. Đấy, thì đấy chính là cái phần như vậy thì đây là, và các bạn nhớ thầy là cái phần này thì nó có bao nhiêu số mà nó lặp lại như vậy, tức là cái phần tuần hoàn nó có bao nhiêu số thì các bạn nên gấp nó bằng mấy lần như này. Ví dụ như là cái 0,45 các bạn thấy cho thầy là cái số 45 này nó lặp lại liên tục ạ, thì lúc đấy là các bạn sẽ bằng 45 lần. Nói chung là nó cái phần tuần hoàn này của chúng ta bằng bao nhiêu thì nó sẽ bằng bấy nhiêu lần cái số này. Đấy, tức là cái số bên trong là ví dụ 0,45 có hai chỉ số thì chúng ta sẽ là 0,1, và nó có ba chỉ số thì chúng ta sẽ là 0,01, thì nó sẽ là gấp bấy nhiêu lần cái số đấy. Đấy, như vậy thì nên là chúng ta, các bạn nhớ thầy là các bạn nên đặt hết ra như này thì lúc đấy chúng ta làm cái kết quả chúng ta mới đúng. Đấy, thì đây chính là cái nội dung của cái bài giải ở cái phần ví dụ mẫu này thầy hướng dẫn cho các bạn. Và đến đây thầy nhắc thêm cho các bạn một xíu, tức là các bạn chú ý thầy là khi mà cái phần tập phân của chúng ta nó có bao nhiêu cái số mà nó lặp lại này, tức là cái phần tuần hoàn nó là bao nhiêu, ví dụ số 14 này thì các bạn phải đặt hết 14 ra ngoài. Đấy, ví dụ như là 14 của chúng ta này 0,14 thì các bạn phải bằng 14 lần nhân 0,01. Đấy, hoặc 0,45 thì các bạn phải đặt hết ra, đặt hết cái phần 45 ra ngoài. Đấy, tức là nó bằng 45 nhân với 0,01. Đấy, như vậy thì mới đúng. Đấy, còn nếu mà các bạn tách cái 0,45 ra bằng 0,44 cộng với 0,4040 tức là các bạn tách số 5 cộng với 0. Còn nếu mà các bạn tách cái 0,45 ra thành từng phần thì có thể là các bạn bị sai, kết quả của chúng ta bị sai. Đấy, thì đấy chính là một số cái chú ý mà các bạn để ý cho kỹ họ thầy. Thì đây chính là một số cái chú ý mà các bạn phải để ý kỹ. Đấy, chú ý là các bạn nhớ thầy là cái số sau này cứ nhớ thầy cái phần tuần hoàn của chúng ta là ví dụ như là nó có hai số là 14 thì các bạn phải đặt hai cái số số này ra ngoài. Ví dụ như là 0,14 của các bạn chính là bằng 14 lần 0,01. Đấy, hoặc là cái số 0,45 này chúng ta có thể chuyển thành là 45 nhân với 0,01, mở ngoặc đóng ngoặc cái phần 45 và mở ngoặc đóng ngoặc cái phần tuần hoàn này của chúng ta. Đấy, như vậy thì lúc đấy là nó mới cái kết quả của chúng ta phải đặt hết ra như vậy, cái phần tuần hoàn chúng ta phải đặt hết ra như vậy thì cái kết quả chúng ta làm nó mới đúng. Còn nếu mà các bạn chỉ tách một phần ra thôi thì hay là các bạn tách nhỏ hơn nữa thì lúc đấy là cái kết quả của chúng ta thu được thì có thể là bị sai. Thì đấy chính là nội dung bài học hôm nay. Bài học hôm nay đến đây là hết. Chào các em.